Morsiana thu xếp nguyên nhân cho cái chết của Kasim là bị bệnh, nên người dân không nghi ngờ gì. Vợ chồng Alibaba vui mừng đón tin Jamila mang thai đứa con đầu lòng. Trong khi đó, khi bọn cướp quay lại hang động không thấy xác chết của Kasim, Omar đã nghi ngờ có thêm người khác đã đến hang động của chúng. Hắn ra lệnh cho các đàn em phải quyết tâm tìm được người biết bí mật kho báu. Bao nhiêu tiền đây? Bà có thai thì tại sao lại muốn phá bỏ vậy? Không phải chuyện của ông. Mà có chắc chắn gói thuốc này là thuốc phá bỏ thai hay không? Ông thầy ơi, ông bán cho tôi thuốc bổ thai nha. Người mua thuốc phá, người thì mua thuốc bổ. Ai mua thuốc phá vậy ông? Thì chính là bà DK vừa mới mua đó. Jamila, đừng mong hạnh phúc hơn ta. Ta mất chồng thì ngươi phải mất con. Không thể sống vui vẻ trước nỗi đau của ta được. Mau mang hết vàng dòng nữ trang ra đây. Không. Bà tiếc vàng hay tiếc cái mạng của bà? Mau tháo ra đây cho ta nghe, thì ta tha chết cho. Đừng giết ta. Vàng đây, đây. Tháo giúp bà ta đi, kẻo có người đi tới bây giờ. Còn dây chuyền, tiền nữa, có bao nhiêu đưa hết ra đây. Mau lên. Cùng lúc đó, Karim cùng với một tên cướp khác đứng trước nhà Kasim trông có vẻ dò xét. Tao thấy nhà này cũng to đó. Mày nói nhà này giàu nhất làng hả? Có thiệt không đó? Thật mà. Giàu thì nhà mới to, chứ ai nghèo mà nhà to bao giờ. Được rồi. Trời vừa sụp tối, gọi thêm anh em tới hành động ngay. Chúng ta sẽ lấy lại được những gì đã mất. Không, cái này không được đâu. Mày còn đứng đó làm gì? Mau trấn lột bà ta nhanh đi. Bà ta chết rồi, chạy nhanh đi. Thủ lĩnh, chúng ta nấp ở đây từ sáng tới giờ, có thấy ai đâu? Đúng rồi, chẳng thấy ai cả. Chẳng lẽ ở đây hoài sao? Trời ơi, tê cống chân luôn rồi. Ôi da, mũi cắn quá. Thủ lĩnh ơi, ngồi đây cho mũi nó hút máu mình hả? Trời, sắp tối nữa rồi, mai canh tiếp đi. Cứ chờ thêm một chút đi. Nếu không có ai thì ngày mai sẽ chuyển hướng lùng sục trong làng. Cậu chủ, ngài có ở nhà không? Cô đến rồi à? Ta đang đợi đây. Ta có chuyến buôn xa, khoảng 2-3 ngày mới về. Vì Jamila mang thai nên ta muốn nhờ cô qua chăm sóc, nhất là buổi tối. Vậy ban ngày sau khi xong việc ở nhà ông Kasim, buổi tối tôi sẽ đến đây được. Cảm ơn cô. Thật ra là cũng không cần cô lắm. Nhưng do Jamila từ khi mang thai sức khỏe yếu nên ta lo lắng. Ông quả là một người chồng tốt. Tôi sẽ cố gắng thay ông chăm sóc bà ấy. Tôi có điều này muốn nói rõ cho ông bà biết. Kể từ bây giờ, bà Jamila không nên uống thuốc gì của bà DK đưa. Tại sao vậy? Sáng nay tôi đến nhà thầy Lan để mua thuốc bổ cho bà Jamila dưỡng thai. Tôi nghe ông thầy thuốc nói bà DK mua thuốc phá thai. Sau khi chờ đợi mãi chẳng tìm được thủ phạm ở hang động, nhóm cướp của Karim bắt đầu lùng sục vào làng. Bọn chúng đã đột nhập vào nhà Kasim và lấy đi rất nhiều tài sản vàng bạc quý giá trong nhà. Chuyện gì thế này? Đồ đạc nó mất hết rồi. Mosiana đâu? Người đâu? Người đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dậy đi, mau nói cho ta biết đi. Có bọn cướp đột nhập, đông lắm. Cướp sạch rồi bà ơi. Không, không thể như vậy được. Không, không thể được. Ông Alibaba ơi, nhà ông Kasim bị cướp. Tôi không thấy bà DK đâu cả.
Chị Đê Ca! Chị Đê Ca! Bà Đê Ca! Bà đang ở đâu? Bà Đê Ca ơi! Bà Đê Ca ơi!